Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Siêu Thủ Thuật. Và trong video này, mình sẽ hướng dẫn các bạn cách để có thể vẽ tranh chân dung của bạn chỉ từ những bức ảnh selfie nhá. Và mình nói rằng đây là một công nghệ do máy vẽ. Máy vẽ thế nào thì hãy cùng mình vào video này để tìm hiểu rõ hơn nhá. Và các bạn sẽ cần tải cho mình cái ứng dụng có tên là Metu ở đây. Đúng như tên của nó luôn, mình đọc cái từ hơi khó một chút. Thì bây giờ mình sẽ lên cửa hàng Play và gõ tên ứng dụng này ra. Đấy, Metu. Mình cũng chẳng biết là Metu hay là Metu, nó hơi khó đọc một chút. Ứng dụng này khá là mới, nhưng mà mình thấy rằng là tính năng của nó rất là hay. Mới với mình thôi, có thể có nhiều bạn là biết rồi. Ok, thì khi vào ứng dụng này ấy, chúng ta sẽ có rất là nhiều tùy chọn. Nhưng đối với cái tùy chọn mà để vẽ tranh chân dung thì các bạn chọn cho mình là điều kỳ diệu công nghệ. Đúng ra là cái phép thuật nó quá là kỳ diệu của AI. Thật tuyệt vời. Các bạn chọn phần Artbot ở đây. Có nghĩa là một con robot, một con AI sẽ tự động vẽ lại tranh của bạn từ những ảnh selfie mà bạn đã có. Và hệ thống cũng lưu ý luôn đây này, ở phía dưới, là làm sao để có những ảnh selfie đẹp ấy. Khuyến cáo là nên quay mặt về phía camera, dùng các bức là tự sướng phía trên. Nhưng mà ra mình nghĩ là ý người ta là tự sướng mà nó nằm ở phần trên của người chúng ta ấy. Đây, phần trên của người này, từ phần ngực hất lên. Đồng thời là thẳng góc 90 độ với camera. Cuối cùng là sẽ không lấy cái gì che lên khuôn mặt cả để máy có thể vẽ dễ dàng hơn. Nhiều bạn là kiểu hay che cái mặt lại vì có một số thứ cần che chẳng hạn. Ví dụ thế. Mình sẽ chọn ảnh nhá. Ở đây mình có tải về hai cái ảnh nhìn cũng khá là xinh xắn đây. Đấy, ok, bây giờ mình sẽ chọn nha. Ví dụ mình chọn cô bé bên này thử xem. Không biết là máy vẽ sẽ thế nào. Ảnh sẽ quá nhỏ. À, ok. Như vậy thì mình không dùng ảnh này nữa. Ảnh này đi. Rồi. Máy không báo gì nữa và như vậy là ảnh này của mình. Ok. Chọn ảnh này. Hãy đợi một chút để vẽ nhá. Đang vẽ các bạn. Rất là căng thẳng. Wow. Và như các bạn nhìn thấy là đúng với tiêu đề video của mình thì chưa tới 30 giây. Không, cứ cho là 30 giây thoải mái đi. Mình đã có một bức ảnh vẽ chân dung từ bức ảnh selfie. Mình sẽ xoay cái ảnh gốc cho các bạn xem. Đây, ảnh gốc mình có để trong bộ sưu tập của mình đây. Đây là ảnh gốc. Nha, đây là ảnh gốc này. Và đây là ảnh được vẽ lại. Trông không khác nhau quá nhiều. Như các bạn nhìn thấy này, máy vẽ rất là đẹp. Thậm chí máy vẽ là cả những cái lọn tóc. Đó, vẽ những cái lọn tóc. Đồng thời là máy tách cái phần khung đằng sau ra. Các bạn thấy không? Những cái phần đằng sau này máy tách hết ra. Lúc này sẽ là thay thế vào những cái khung do bạn chọn ở dưới này. Đấy, đây là có rất là nhiều kiểu để các bạn chọn này. Tất nhiên là khi bạn chọn kiểu khác sẽ phải tiến hành là vẽ lại. Thế nhưng cá nhân mình thì thấy rằng đây là một phần mềm rất hay, tạo những bức ảnh chân dung rất đẹp. Và tôi nghĩ bạn nào mà thích anime thì chắc chắn rồi, đây cũng chính là phần mềm mà bạn đang tìm kiếm. Bạn có thể tạo những bức ảnh selfie độc đáo, lạ mắt, đáng yêu. Đấy, mà lại còn không cần phải lo cái vấn đề người ta chê là mình quá ảo. Ảo cái gì? Đây là tranh vẽ cơ mà. Vẽ tranh thì đâu có thể là mô tả từng cái mụn của chúng ta lên được. Bỏ hết đi, đúng không các bạn? Bây giờ mình sẽ thử một cái dạng mà mình rất thích, cái dạng Dream này. Cái Dream của mình ở đâu? Đây, Dream này. Mình rất thích cái cảnh này. Mình cảm giác là vẽ nhìn rất là ảo. Đó, các bạn thấy không? Phác họa khuôn mặt lên nhìn rất là có tí chì chì, xong rồi có tí bút vào nhìn rất là hay. Và đặc điểm của nó là không làm thay đổi quá nhiều so với bức ảnh gốc của chúng ta, nhìn vẫn ra khuôn mặt của nhân vật gốc. Rồi, và như vậy là mình đã các bạn xong cách để có thể là biến một bức ảnh selfie thành bức ảnh chân dung chỉ trong vòng khoảng 30 giây thôi. Nếu các bạn thấy hay thì đừng quên ấn like và share video này nhá. Trước khi kết thúc thì các bạn nhớ ấn nút save cho mình để lưu lại toàn bộ quá trình. Còn bây giờ thì xin chào các bạn và hẹn gặp lại trong những video lần sau.